xin chuyên gia cho cháu hỏi cách phân biệt lợn bị tai xanh và viêm phổi, lợn con bị tiêu chảy màu trắng và cho thì tiêm thuốc gì ạ? Vâng, thì cái hiện tượng mà lợn bị bệnh tai xanh thì người ta gọi là, đấy là theo cái bà con gọi thôi, còn nó là cái hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản. Thì đây là một cái bệnh mà do virus gây nên, và khi mà virus tác động làm cho cơ thể giảm sức đề kháng thì nó sẽ kế phát các bệnh khác. Vậy là nó cũng kế phát viêm phổi màng phổi, kế phát suyễn, rồi kế phát viêm ruột, kế phát liên cầu khuẩn, là vân vân nhá. Thì đấy là cái bệnh tai xanh mà kế phát sang cái bệnh đấy. Thế vậy thì nếu mà bệnh tai xanh mà kế phát các bệnh kia, thì ngoài các cái biểu hiện của các cái bệnh đặc trưng, thì đối với bệnh tai xanh nó còn có đặc trưng chung, đặc tính chung là sốt cao kéo dài liên miên, và có hiện tượng nổi mẩn đỏ hay là da đỏ toàn thân, và tai có hiện tượng tím xanh. Thì đấy là người ta gọi là cái hiện tượng là như vậy, bà con chúng ta gọi là bệnh tai xanh. Thế còn trong trường hợp là viêm phổi đơn thuần thì nó chỉ có cái hiện tượng là con vật sốt cao, và có hiện tượng thở khó, và có hiện tượng là ho. Thì đấy là cái hiện tượng là viêm phổi đơn thuần. Thế còn thì trong trường hợp mà từ bệnh tai xanh nó cũng gây nên hiện tượng là viêm ruột, thì ngoài cái hiện tượng mà nếu mà cái phát viêm ruột thì cái hiện tượng viêm ruột nó còn có cái biểu hiện, ngoài hiện tượng viêm ruột thì lợn có cái biểu hiện là đỏ này hoặc là tai màu tím. Thế còn cái hiện tượng mà viêm ruột đơn thuần như lúc nãy tôi nói là lợn con tiêu chảy phân trắng, thì nó không có cái biểu hiện tai xanh hoặc là các cái biểu hiện ở xuất hiện khác thường ở trên da, mà chỉ có hiện tượng tiêu chảy thôi. Thì đấy là cái cách phân biệt là giữa cái bệnh đơn giản và cái hiện tượng là bệnh kế phát do tai xanh gây nên.